Còn về cái vật liệu với lại công thợ này của bác này thì là cháu Lực đã làm hết là 23 triệu là 500 ngàn rồi. Hôm nọ thì cháu Lực có nhận được khoản của bà An Phạm là 25 triệu là 200 là 40 nghìn. Nhưng mà làm mái hiên này xong thì Sử có thấy thích không? Có Hả? có Thấy tuyệt vời nhỉ? vâng Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống cái nhà của hai anh em Hải Sử mồ côi của bác ạ. Và ở những cái video trước thì các bác cũng đã biết được rằng là cái phần mái hiên của nhà em Sử ấy thì đã làm thấy đâu rồi, và có lẽ là nốt buổi sáng hôm nay thì là mấy anh em về cơ khí của bác thì sẽ hoàn thiện cho cháu Lực đấy. Tuy nhiên thì trong quá trình làm ấy thì vẫn còn thiếu là một chút đấy, thì anh em thợ gọi cháu Lực thì cháu Lực là đem đi mua và đem lên luôn các bác ạ. Thế còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống cái nhà của hai anh em Hải Sử mồ côi của bác nhé. Cái con đường này thì chắc là không có xa lạ gì với lại cô bác rồi. Trong cái khoảng thời gian vừa qua thì có rất là nhiều thước phim cháu Lực đã ghi hình con đường này, kể cả đi ghi hình mấy anh em đi xuống không hay là ghi hình cả chở vật liệu nữa các bác. Ở video hôm trước thì cháu Lực cũng có nói trêu với lại cái anh bạn mà lái máy xúc trên kia bác, bảo lại bạn ấy đào phần phía bên này cho nó rộng ra một chút đấy, nhưng mà tuy nhiên thì đây là có một cái tảng đá rất là to này, đào rất là khó. Nhưng mà đào bây giờ chỉ có đào cái phần thấp này xuống thôi, đào thấp xuống thôi xong thì được là con đường là hơn 2 mét, gần 2 mét, hơn 2 mét một chút. Nhưng mà cái con đường này nếu mà có sau này mà em Sử em Hải lớn lên thì có kinh phí thêm thì có thể là đổ đường bê tông này đi xuống độ tầm là đường bê tông tầm 1 mét xuống thì cũng khá là tuyệt vời rồi. Nhìn thấy từ xa thì thấy các bạn ở bên cơ khí đang hoàn thiện cái phần tấm sắt B40 vào các bác. À, nhìn thấy em Sử là không biết là đang nhặt đá để làm gì đây. Cái dàn quả dưa mèo của nhà em Sử này thì cháu Lực nhìn thấy là có mấy cái quả bé bé tí thôi. Chắc là độ tầm 1-2 tuần nó lên lại nhà Sử lại có dưa mèo để ăn rồi đấy. Hello anh chào Sử nhá. Mình ở nhà đây à? Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cái này là em làm gì đấy? Làm giống à? Giống. À, thế là để sang giống năm sau đúng không? Vâng. Này mấy em sẽ làm xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Sắp sau xong lên ăn rồi. À? Sau khi mà mấy anh em thợ hàn hoàn thiện các bác thì có được sẽ cùng em Sử đi lấy thêm xi về để mà láng lại thêm cái phần này một chút các bác. Cái khoản là kinh phí của bác tạm gửi cho thì cũng còn khá là nhiều. Sau khi làm cái mái hiên xong thì chắc là vẫn còn tầm là mấy triệu nữa. Này tí làm cái chốt ở phần dưới nhỉ? Vâng. Sử ăn cơm chưa? Chưa ăn đâu. Chưa ăn rồi. Thế hoàn thiện đây nào nhỉ? Còn cái chỗ này thì chắc là sau này Sử móc thêm đá về này, để mà kè cho nó cao lên này, cho nó bằng cái này luôn. Vâng. Đấy. Cái này thì cái phần khu bên này thì là cũng tính trước rồi các bác ạ. Vâng. Cái này là đổ là phải cầm trước rồi nhỉ?
không kéo, nó không căng được. Đây là căng. Căng à? Cái này trống. Và cái phần này đó. Phần này đó. Cái chốt. Chốt kìa. Ra phía bên này thì cũng làm một cái cửa nhỏ nhỏ để mà khi mà em xử đi vào bên kia, bên phần bên hông quá. Đây là thức để thăng bằng hả Nam? Còn cái miếng này đâu? Hả? Còn cái miếng chốt lỗ này nữa đâu? Cái đấy không có đâu mà. Có. Ờ, lấy cả cái đấy nữa à? Tương nhiên chết điếu được. Chắc là mình nhập thiếu rồi thế. À, có cái này tiện phết đấy nhở, đặt cái là biết luôn. Đặt cái là biết là nó thẳng hay không thẳng luôn rồi. Chắc là một buổi sáng đây là xong rồi mấy năm. Ơ không, cái này tưởng là bạn lấy cái chốt ở dưới kia chứ? Chốt dưới kia, chốt bên kia. À, chốt bên kia à? Cửa này thì nó liên quan gì máy nhiều nó. Cửa này mình chốt nó vào đây cũng được mà. Nhờ. Không có mối khoan. Lá mày thấy chắc chắn được sự. Chắc chắn được. Hôm nọ thì là bán Phạm Ngô nói với cháu Lực là mua thêm đáng nghe là mua thêm một cuộn sắt B40 để mà quay xong rồi thả ngà đấy các bác. Nhưng mà phía bên kia là không phải đất của nhà em xử thì ra là không quay được. Còn về cái khoản đấy thì sau này sẽ tính sau. Bây giờ thì cứ hoàn thiện, trước mắt là cứ hoàn thiện cái phần là mái hiên trước đã. Cái này hôm qua xử bịt xi vào hết rồi à? Sáng nay mới bịt ạ. Sáng nay bịt rồi à? Vâng. Ở phần cái chỗ góc này các bác này thì em xử cũng bịt xi vào hết rồi các bác nhé. Đấy thì là mưa nó sẽ không có bị kiểu là mưa nó bị thổi vào trong ấy, nó sẽ không có bị giọt xuống cái phần bên này một chút nào cả. Nào mà em đổ ấy, em giữ, em lấy cái gì chống cái này thẳng thẳng không nó đổ. Đổ nhá. Vâng. Tay này thẳng thẳng, lấy cái gì kề thẳng thẳng không đổ, xi vào chân. Vâng. Tay nó cứng không mà. Bây giờ có mở được không? Không thì trộn xi này, trộn cho vào luôn đi. Cái này bé tí thôi mà. Mở lấy thang ra. Nóng quá xỉa. Mở bên ngoài đó. Ui nóng quá. Mà thông lưu tả ngàn lý tỏa. Mà thông lưu tả ngàn lý tỏa.
kìm cầm đeo khẩu trang nữa này các bác. Đây này. Đẹp quá anh em. Giá này cũng được các chủ nhờ. Vâng. Sơn cái màu sơn này sắp giống cái màu của bên tường của các bác rồi. Thì giả sử cần đến anh bẻ thì bảo nhé. Hả? Cần đến anh cầm thì bảo nhé. Vâng. Ê. Ôi dồi ôi, gáy rồi. Gáy à? Sửa lại đó. Cái này to quá không? Ở đây thì sẽ mua thêm một cái khóa nữa. Thì vừa để khóa ở cái khuế bên ngoài đó cô bác ạ. Chúc các ít phát. Cô quả mà thân lôi chuẩn là để chú ý phít tao cho cháu hình. Thiếu nước à? Có đấy. Này bây giờ gà vịt thì cũng không vào trong nhà mấy rồi nhờ. Phòng làm sợ rằng là cá trộn người ta vào đấy các bác. Chào lên. Qua đây này, xuống đi rồi.
cũng phải như này cơ. Tí sử phải lấy một cây trống trống đi ra thử nhá. Đây sử trống đi, lấy cái này, lấy cái cây ổ rồi. Đổ đây chi thế. Rồi em tìm được cây mà trống cái kia đây không? Trống cái này không? Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Cái đề mình làm sao cũng được mà. Còn đấy, cái nơi là nào mình cũng sửa lại mà. Mình cũng làm lại cái phần nền thôi mà. Có chỗ nọ, có chỗ nó thấp quá. Nắng quá hôm bác hôm qua ấy. Cho nên là lên video thì khuôn mặt nó sẽ hơi buồn một chút của bác nhé. Rất là mong các bác sẽ thông cảm cho Lực về cái điều này. Ta phải nói là một cái ngôi nhà như này thì thực sự ra rất là đầy đủ, tiện nghi về mọi cái cũng như là đồ đạc ở trong nhà nữa. Còn ra đến cái phần mái hiên này nữa cô bác. Còn cái khoản mái hiên này thì là được bà Phạm là giúp đỡ riêng, là chỉ có một mình bà thôi là giúp đỡ. Đấy, bây giờ thì mặc dù bây giờ thì mưa to cũng không có ảnh hưởng tới cái phần mái hiên này rồi cô bác. Có thể là để đồ để đạc ở đây thoải mái, rất là tuyệt vời rồi. Còn về rất là nhiều cô bác anh chị cũng có nói rằng ấy, bảo là cho cháu được di chuyển cái chuồng gà đi nhé cô bác. Thì cái chỗ này thì hiện tại là đang mượn đất của nhà hàng xóm ấy, thì cháu được cũng không có biết là để đâu nữa. Bảo em xử là em ấy xem là chỗ nào mà để được, thì là em ấy tự làm, chứ cháu được cũng không có thể mà suốt ngày mà lên lên để mà làm hộ em được. Gà thì chắc là bây giờ em xử cũng thả hết đi rồi cô bác. Hôm nọ thì em mới mua cái lưới này này, cái lưới này về thì cũng để mà quay gà thì cũng được sẽ được rất là lâu cô bác nhá.
Hôm qua nắng quá, hôm nay đau đầu quá nè mà hôm qua. Hả? Hôm qua nắng quá, hôm nay đau đầu quá. Ở trên này như kiểu còn sắp mưa ấy nhỉ hôm nay ấy. Sợ mưa. Ở đây. Sáng nay mưa à? Đây ở đây thì khi mà các bạn làm các bác thì các bạn đều lấy cái thước để mà thước này là thước cân bằng ấy, đặt lên như này để làm sao mà biết được cái độ cân bằng của nó đều hơn. Ở đây thì có vẻ như hiện tại là nó hơi lệch một chút đó các bác, nhưng mà nó cũng gọi là được 80-90% rồi. Cái gì cũng thế, làm là đôi khi là để mà 100% ấy thì là cũng không có được hoàn hảo rất lắm. Ngay cả cái bản thân của mình, ngay cả bản thân của mỗi người cũng thế các bác, để mà hoàn hảo 100% thì chắc chắn là điều đấy là không có phải. Đây, bên này thì bây giờ em cực khí là em đang phủ thêm những cái muối hàn này để mà mộc, để mà làm sao mà nó không có bị rỉ các bác. Cái muối hàn thì mình không sơn nó sẽ bị rỉ. Đây đúng là bây giờ mà khóa đi phần cái là không vào được rồi nhờ. Đấy, để mà trèo thì chắc chắn là không ai làm trèo đâu các bác. Để mà trèo thì cho dù mình làm cách, nếu mà để mà người ta muốn phá ấy, thì mình là có làm cách nào đi thì người ta vẫn phá. Kể cả mình có làm bằng sắt đi, có làm bằng tường, có làm bằng xi măng đi thì người ta vẫn phá cả. Bây giờ mình làm một cái hàng rào như thế thì người ta cũng biết rồi. Bây giờ không biết là có được xin điều này thì liệu có đúng hay không. Nếu mà được cô bác nào mà giúp đỡ về em sửa một cái cam ở phần phía bên ngoài này thì cũng đấy lại rất là tuyệt vời các bác ạ. Chỉ có biết con cam không? Biết camera không? Có à? Nhưng mà làm một cái ở góc bên kia thì đúng là soi vào đây thì đẳng cấp quốc tế luôn nhỉ. Nhưng mà sửa phải chuyển được ra hoặc sửa lại ra bên kia để mà mình soi ra là nó đến tận nhà luôn. Thì mình cho hai cái chuồng nó ở tận nhà luôn. Thế là mình đặt ở góc này này thì cái cam nó con cam nó là 360 như ở nhà anh dưới kìa. Thì mình có thể là thỉnh thoảng mình dùng cái điện thoại của mình mà mình xoay được thì nó sẽ ra hướng bên này, còn nếu mà mình xoay ra cái hướng bên kia thì nó cũng có hướng bên kia. Đấy, nhưng mà thử xem là thiết kế là cái chỗ để gà nhá. Nhưng mà nếu mà để được ra bên kia thì nó lại tuyệt vời quá. Đấy, anh cũng góp ý kiến cho Sử để mà cho Sử biết thêm. Mai đi xuống dưới anh lấy cho cái ổ khóa nữa. Ây từ từ nào. Mai đi xuống nhà anh xong anh lấy thêm cái ổ khóa nữa để mà khóa cái cổng này lại nhá. Bây giờ thì Sử có thể là để những đồ đạc máy móc ở ngoài này cũng được này. À, những cái máy chốt này thì mình có thể là để ngoài cũng được, để phần góc này cũng được thì nó không có ảnh hưởng thì mưa đến gì cả. Vâng. Mai làm lại thêm một cái phần sân nữa. Làm lại thêm làm mấy cái phần sân nữa xong rồi đấy rồi. Cái đỏ sau khi một cái nhà hàng anh ấy. Nó nước cái xuống thì nó không vào nữa, nó chảy ra cái khác. Có phải nói là một cái ngôi nhà mà từ thiện các bác, được tất cả các bác anh chị là chung tay giúp đỡ cho anh Sử em Hải. Thì đến cái thời điểm hiện tại, các bác có thể nhìn thấy từ xa các bác. Bây giờ thì em có thể trong cái soi cho các bác cùng xem. Và khi mà làm xong cái phần mái hiên ấy thì là ngôi nhà nó lại một cái vẻ đẹp mới luôn đúng không? Sơn còn nhiều không? Còn đủ không? Thưa các bác, vừa rồi thì là mấy anh em thợ phong đá hoàn thiện xong đúng không bác? Còn công việc cuối cùng thì chắc là để cho em Sử và em ấy sẽ dọn dẹp qua một chút các bác ạ. Đây và sẽ có một cái ổ khóa ở phía bên này được các bác nhé. Đây thì vừa rồi cháu Đức cũng đã bảo là mấy anh em thợ là phải cắt ra để cho nó rộng ra. Thế nào mà hai anh em cũng chưa ăn gì đâu ạ?
Thế để một tí nữa về chuyển khoản cho nhá, anh không cầm tiền mặt đâu ấy. Hôm qua lấy thêm cái đồ kia là bao tiền đó bạn nhỉ? À? Cái đồ mà bạn lê 180 à? 180. Để một tí nữa về tôi cộng lại xong rồi tôi chuyển hết lên cho một lần thôi nhá. Làm được là được hơn một ngày nhỉ? Hôm qua một ngày, nay một ngày. Nay một buổi. Nay một buổi. Đúng rồi. Thì em cậy cái này hết ra. Không đổ xi măng rồi. Nhưng em đổ xi măng em nhớ nhá. Có chứ, đây mấy đứa vẫn láng lại xi, láng lại phần nền một chút này. Cái phần nền này thì là mấy hôm nữa sẽ láng lại để cho nó thẳng hơn một chút các bác, để cho em Sử, em Hải là quét gọn cho nó để gọn gàng một chút. Còn là ra phía bên này thì mấy đứa xây một cái hàng gạch này các bác, xây cái hàng gạch đỏ ấy, để cho không có nước nó tràn vào cái trong phần mái hiên nữa. À, nhìn trong mái hiên này trông nó rộng nhỉ? Vâng. Lúc đầu tính thì là nghĩ là không rộng được đến đâu các bác nhá. Lúc đầu thì tính là gọi là chỉ làm cái phần lên đây thôi. Đấy, nhưng mà sau khi mà cái khoản bán phạm gửi cái cung lớn ấy, thì cho được là làm cho nó rộng ra. Bây giờ bà giúp thì bà cũng chỉ giúp một lần thôi. Em giúp cho em Sử làm cái phần mái hiên này một lần thôi, và bà cũng mong muốn rằng là làm cho nó rộng rãi và thoáng mát ra đấy các bác. Dây này cất lên trên đi Hải, à Sử. Vâng. Để gọn này. Bây giờ thì để gọn đây thì không sợ dây bị ướt rồi nhỉ? Vâng. Hôm nọ thì để đây các bác này, thực sự ra nếu mà để mà nó mưa thẳng xuống thì là cái phần mái hiên, cái phần hiên tay này nó không có bị ảnh hưởng gì tới mưa đâu. Nhưng mà trong lúc mà nó mưa nó kèm theo cả gió nó thổi ra, nó bị tạt vào nhà một chút đấy. Hôm nọ kể cái phần phao chỉ trên kia mà bây giờ cũng hầu như là không nhìn thấy phao chỉ bây giờ các bác ạ. Ê, chiều tối nay ông gặp trong sâu ra nhá. Tối nay nhá. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Ra đây chè. Ta thống ra đây. Mà lên giúp mày á. À. Ông thì xách một cái túi đeo chéo là chuẩn bị đi xuống cái chợ một chút. Hút này chè. Hút bên nào này. Vừa rồi thì mấy anh em thợ thì cũng đã đi về trước rồi cô bác ạ. Mấy đợt thợ đấy cũng làm nhanh thôi là Sử nhờ. Từ hôm qua đến hôm nay thì cũng đã hoàn thiện rồi. Sử đang nhặt thêm một chút là cái thanh sắt ra vừa rồi mấy anh em thợ bỏ quên cô bác, quay hàn. Cái sắt kia nhặt là để còn lại mấy nữa đem sắt vụn cũng được Sử ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị bị thức rồi chị bị thức á bị thức rồi này tại vì chị ở trên máy ở trên máy á trên trên máy phóng xưa nhiều không phải trên kẻ cũng chúc mừng cũng tặng nặng tại ở trên kẻ ông này bảo là đi xuống xá để mà nhận cái tiền gì đền bù đúng không bác? Cái tiền gỗ gì người ta đền bù trước ấy. Hết rồi à? Đấy, bên này thì cũng thêm một cái khóa nữa vào đây thì là thật sự cũng gọi là không qua thì mà vào được nhà đấy các bác. Vào thì chúng có trèo lên thôi. Gỡ ra luôn là sứ. Chứ thì gỡ đẩy ra luôn. Nhà có kìm không? Không có đâu. Em đặt ra này. Em đặt xuống. Không phải lấy. Cái này bẻ thì sắt luôn được. Lúc làm thì sợ là làm không chắc đấy, nhưng mà đến lúc mà tháo ra đấy thì tháo nào cũng không có được. Vì nó chắc quá. Đây là để trên phần mái tôn bên kia chị ạ. Cái tấm pin đấy.
ngắn quá nhỉ? Vâng. Sao nó đèn nó sáng luôn này? Rồi rút cái tấm pin ra, năng lượng mặt trời ra là nó sáng luôn. Chị thả lên lên trên máy với nhà đi. Vâng. Để cố cái đèn xong. Đây một. Đấy, có thang lên trên lên được. Để đúng góc này luôn. Cũng có đây à? Đúng rồi. Em để cho nó che chéo này, cho nó sáng lên này mà. Có dây. Dây ở đây, lấy lên cho. Chị vừa để đây một dây dài đó. Đây. Trong thời gian qua nếu mà không có những cái tấm lòng vàng của các bác cô chú anh chị và các quân ở trên kênh thì không biết là hiện tại là cái số phận của hai anh em thì nó sẽ như thế nào. Nên nếu mà không có cơ duyên nữa bác, ở đây thì hầu như là em sử có được rất là nhiều đấy, tánh duyên bệnh từ các bác cô chú. Kênh bố không nhỉ? Hả? Em để lên trên cho mai em buộc sau cũng được. Không buộc là nó bay, nó rơi ấy. Vâng. Cái nó gió thổi nó bay ra ấy. Cái này dây nó dài mà, dây nó dài xử cứ để trên cho nó chắc chắc ấy. Vâng. Thay thế là cái cột bên kia sẽ thay thế cái cột đèn luôn cô bác. Còn là một tí nữa đợi em sửa lắp xong để cho Đức sẽ nói về tổng thể tất cả cái số mà cũng như là vật liệu công thợ nữa cho tất cả các bác là cùng biết luôn là cái khoản tiền của bà An tặng về cho mình. Lắp xong chưa? Xong ạ. Đấy, bỏ quỳ luôn à? Vâng. Cái cột này cũng làm được mấy tháng đấy nhỉ? Vâng. Con ong ở trong sao ấy? Con ong ở trong sao ấy? À, không phải, không phải. Trời, hôm nay có vẻ như là
khá là âm u đó các bác. Trời hôm nay ấy, bây giờ thì đi vào thì bên này cũng có một cánh cổng của bác ạ. Bây giờ ấy, cái này thì là lai đồ lên điếc, lai đồ đi thì vẫn thoải mái nhờ. Vâng. Cái cổng này thì là hơn 1 mét các bác nhé. Lúc nào mà không ấy thì là úp tập vào đây. Cái này đáng lẽ phải kiếm ra cái gì thì làm cái dây buộc vào đây thì nó sẽ không có bị đây. Ủa nhưng mà làm hai lớp như này thì ghê đấy nhờ. Ừ. Làm hai lớp như này ấy. Nhưng mà con gà mà chui vào trong thì khó lấy ra đấy. Vâng. Mai Sử đi xuống lấy thêm ít xi Sử nhá. Vâng. Xong mà làm lại cái phần cái phần nền này một chút. Là vừa rồi anh có bảo ấy, thì là mình lại lựa cái gọi gạch đó kìa, đã xây lên một hàng để cho nước nó không chảy được vào đây này. Vâng. Còn về cái vật liệu với lại công thợ này của bác này thì là Trấn Lực là làm hết là 23.500.000 rồi. Hôm nọ thì Trấn Lực có nhận được khoản của bán Phạm là 25.240.000. Đấy, và trong đó thì là cả công thợ mọi cái nữa thì là làm hết là 23.500.000. Vâng. Đấy, công thợ thì là cũng là người quen biết cả và đội thợ này thì làm các bác. Thì thật sự ra tay nghề thì cũng không chưa có mấy đâu. Đấy, nhưng mà gọi là biết làm và đủ để mà mình tin tưởng rồi. Đấy, cho nên là cũng để mà lấy đội thợ này vào, nếu mà như mình tìm đội thợ khác người ta hàn đấy, người ta hàn đẹp hơn thì công của nó sẽ cao hơn. Có thể là người ta làm xong rồi cái phần mái hiên này lấy độ mất được tầm là 30 triệu đấy cô bác. Và chúng tôi cũng nhìn thấy là cái mái hiên này cô bác này, không biết là cô bác có cảm nhận được rằng là với cái số tiền là 23.500.000 cả công thợ là cả vật liệu nữa, mọi cái thì các bác có nhìn thấy thì có hợp giá không? Đấy, nếu mà như các bác không có, các bác mà thấy hợp giá thì các bác là cũng có cháu Lực xin ý kiến để mà lần sau cháu Lực tiếp tục là cùng đội thợ để mà đồng hành. Còn là nếu như mà cao quá thì các bác cũng bảo với cháu Lực để mà cháu Lực bảo lại với đội thợ. Đáng nghe ra là sắt này, các bác, sắt này thì là có một số cây thì là cháu Lực là lấy về trước, còn là có một số cây là mà anh em đội thợ là hộ cháu Lực gọi đấy. Nhưng mà nếu mà cháu Lực tự gọi sắt đấy thì là người ta sẽ lấy cao hơn, cả bao gồm là cả tiền cái cước xe mà hôm nọ cháu Lực chở đến ra đến tận cái chỗ mà ở trọ cháu Lực các bác này, thì là bóc lên xe thì là cước xe từ dưới kia lên nữa, cả cước xe này, công thợ này với lại vật liệu làm nhà thì hết là 23.500.000. May là hôm nọ là cái anh mà hộ cháu Lực chở vật liệu dưới kia đấy là anh ấy không có lấy thêm, nhưng mà anh lấy là tầm độ 500-600.000 nữa thì cũng rơi vào đó tầm độ 24 triệu rồi. Đấy, bây giờ thì cái khoản mà còn dư ấy thì là anh xem này, 23.240.000 trừ đi 23.500.000 bằng là còn dư là 1.900.000, 1.900 là 50.000 của bác nhé. Hai bốn mươi trừ đi 23.500 bằng còn ôi vừa rồi thì nói nhầm các bác, còn dư là 1.700.000 là 40.000. Còn cái khoản này thì là sẽ tiếp tục là mua xi lên. Đấy, mua xi thì chắc chắn là sẽ không hết là 1.700.000 đâu. Thế nhưng mà nếu mà Sử cảm thấy là chỗ nào mà để mà quay được gà ấy, làm lại cái lưới như này này thì là bảo anh nhá. Vâng. Để anh mua thêm một cuộn nữa về. Vâng. Mua thêm một cuộn nữa về để mà em quay lại để cho nó gà nó vào trong. Vâng. Và một lần nữa thì xin được gửi một lời cảm ơn tới bà Phạm. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để mà hoàn thiện cho các em ngôi nhà, cũng như là hàng tháng thì bà đều là gửi tiền cho các em để mà làm chi phí sinh hoạt nữa. Và đến hôm nay thì bà lại tiếp tục là đồng hành cùng cháu Lực để cái phần mái hiên này nữa cô bác. Bà An Phạm thì rất là có duyên với là hai anh em Hải Sử, coi hai anh em Hải Sử như là một người con, một người cháu ở trong nhà cô bác. Sử thì có một lời nào tiếp tục là gửi lời chúc tới sức khỏe của bà An Phạm không? Có. Chúc bà An Phạm không? Con cảm ơn bà An Phạm. Bà gửi tiền làm mái hiên cho hai em. Con chúc bà con gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ.
Nhưng mà làm máy hiên này xong thì Sử có thấy thích không? Có ạ. À? Có. Thấy tuyệt vời nhỉ? Vâng. Nói là ở trên bản thì để mà làm nhà thì người ta cũng chỉ hoàn thiện làm nhà thôi, chứ người ta cũng chưa bao giờ gọi là có cái máy hiên xịn sò như này cả cô bác ạ. Máy hiên gọi là có 102 ở bản luôn đấy cô bác. Kể cả xuống cái gia đình của cháu Lực cũng thế cô bác, còn không có được chưa có cái máy hiên mà đẹp như thế đâu. Nhìn vào thôi là đấy thấy thích rồi, nhưng mà số tiền bỏ ra thì cũng rất là lớn cô bác ạ. Thế còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.